Nên bà xã làm cái món gì hấp dẫn vậy bà xã? À, con tôm này hấp lên. Tôm hùm hấp bia hả? Dạ. Đó, để mẹ đi. Lâu 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 lắm mẹ mới ăn lại cái tôm hùm. Tôm hùm nè. Nhưng mà sẽ có món tôm hùm mà làm món khác nữa. Bây giờ là cái tạm thời là mình hấp bia trước cho đãi mẹ món này ha. Dạ, cho nó ăn cái món này. Với là mẹ request ăn cái hùm vịt lộn nữa. Ồ vậy đó hả? Wow. Tự lại chỉ kìa. Ờ đây luôn. Đó đây. Vịt lộn á. Vịt lộn. Món đậm chất quê hương mà. Đây có muối muối tiêu. Nha. Còn đây là đậu que nhà mình mới hái vô để cắt một phao. Bữa hổm hái cũng được nhiêu đây. Cái cho su với là anh hái rồi. Giờ tới mình hái tiếp. Cho cái tuổi ăn tiếp. Hột vịt lộn là lâu lắm mẹ chưa ăn lại đó chứ hả? Lâu lắm rồi. Bao nhiêu năm rồi mẹ hả? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Mấy năm mà chưa ăn hột vịt lộn trở lại đó. Bây giờ ăn trở lại. Con nhớ hồi mà về Việt Nam lên Đà Lạt hả? Ừ chắc là lên Đà Lạt cái Đà Lạt hay Vũng Tàu gì á. Nơi Đà Lạt. Đà Lạt. Chuyến đó đi có mẹ không? Có. Cái mẹ anh biết mẹ ăn gì không? Mẹ ăn có cái chồng vàng thôi. À. Mẹ ăn cái con. Mà ăn mà ngồi ăn mà cái không cái cái rổ đó không cái bà bán không đủ luôn á. Vậy dạ không dạ không bán không đủ luôn mời cái bà bác đó phải đi lại cái chỗ khác mượn để bán tiếp. Vui lắm. Ăn vui đó. Rồi đơn giản cho vậy thôi rồi chút xíu mình vô bàn em hả? Dạ chút xíu thôi 15 phút sau mình lên bàn. Ừ hôm nay là chơi mấy món luộc không á? Luộc thôi. Còn ăn no thì cũng còn đồ trong tủ lạnh. Mình hấp lần thăm mà ăn cũng được. Hello, xin chào đại gia đình. Nãy giờ nói chuyện không? Trong chào chưa chào phải không? Dạ, yeah, nãy giờ lo nói chuyện cái không có chào. Quên chào. Dạ, yeah, quên chào. Muốn luộc là thấy nhớ là lẹ nhất phải bà xã ha? Nhanh, yeah, gọn lẹ. Ba con tôm hùm. Quá đẹp. Quá dữ luôn. Màu đẹp, quá xinh luôn. Con đẹp nhất ngay luôn. Nguyên bụng quá. Đứa cờ mày đứa nào cắn tượng. Đó. Rồi xong cái nồi gà kia chín cho em. Rồi đơn giản vậy thôi. Đơn giản, con mời mẹ. Mời mẹ. Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube của vợ chồng Bình Huỳnh hôm nay. Hôm nay thì bà xã làm hai món, coi như là cái này là hơn nhanh gọn lẹ nữa. Chỉ có mình tốn nước đứng lên chờ thời gian được tôi phải không em? Đúng rồi. Lộn với tôm hùm mình hấp bia. Cái này phải rửa. Cái này phải rửa xe. Phải rửa. Rồi, xin mời mẹ. Yeah, mời đại gia đình của mình nha. Yeah. Thích cái món này rồi chồng mình cho vui. Yeah. Bây giờ trước món gì đây em? Đây, chăm món nào trước cũng được hết. Cái vịt lộn trước đi cũng được. Cái hay là em mấy tôm hùm cho bạn trước đi. Tùy mẹ thích cái nào trước. Thích nào trước. Để ăn cái này trước. Đó. Để ăn cái này rồi, trước. Rồi, ok. Đó. Mày còn nhớ ăn cái này không? Còn nhớ. Có. Ồ, nóng có. Mẹ bỏ. Cốt nóng nè. Wow, vừa lấy trong nồi ra. Nóng. Mẹ phải rõ. Cái này đúng là mình phải có cái ly nhỏ nhỏ như hồi xưa em có mà đâu có tiêu ta. Ấy tới ấy lui dẹp tới dẹp lui dẹp. Anh nhớ em đầy đủ lắm mà. Đầy đủ hết đó chứ. Dẹp tới dẹp lui dẹp không biết ở đâu kiếm luôn. Bây giờ khó kiếm, giờ càng không có kiếm được. Dạ. Có cái giọt ấy cái vậy đi. Cái quả bánh này nè. Đúng rồi anh đang làm.
Ăn hột vịt lộn này anh nhớ tới Việt Nam lúc mà thời mà anh còn trẻ. Với lại ba anh Ngọc kỷ niệm nhất. Hai anh em đi chơi khuya về đó. Anh muốn thách đố anh ăn mấy trứng vịt lộn này, biết không? Ăn mấy cái? Lúc đó anh cũng không nhớ, họ đã ăn nhiều lắm. Lúc mà còn sờ thanh niên đó em. Chín chục hộp. Ừ, ăn mà ăn trong ban đêm đi chơi về đói bụng nữa đó. Anh cá ăn được bao nhiêu trứng mà con thành công thắng nhất. Nhỏ nha, phóng miệng á. Nó hốc hốc. Cái này thì rau răm mình bóc bằng tay. Chấm vô mình thơm thơm này nè. Đó. Còn thơm cái vị rau răm trước cái đã. Xin mời đại gia đình, mời mẹ. Xin mời con. Xin mời gia đình. Wow, nước ngọt lắm. Ngon vậy hả? Ngon quá. Dạ, ngon. Ngon quá, bà nóng quá, đã không căng thẳng thì bị lỏng. phóng miệng cứ hết ăn cua. Với lại ăn cái trứng này nữa, em còn nhớ gì không? Mấy người ở dưới quê á, thì hai cái gánh đi á, vịt lộn đây. Nhà ai mua vịt lộn không á. Những hình ảnh nó ghim vô trong mình không bao giờ quen được em thấy. Khó quên lắm. Nóng quá, ngon quá. Dạ. Ngon mà nóng là mình. Ngon nóng mà nóng á. Trời ơi, nóng ăn mới ngon à. Nên mà mình nguội quá cái nó dở. Đúng rồi nè. Thôi nhắc anh. Này phải ăn nóng kìa. Con nghe lời mấy em kia kêu là dắt chanh vô muối tiêu ăn nhé. Con mẹ với cái này ngon. Dạ. Hôm nay em dắt. Người Philippines người ta ăn cái vịt lộn này miệng hơn người Việt Nam mình nữa em nha. Chưa là Blood Inside. Không nhớ có chữ tên đó. Blood Inside. Đó hai vợ chồng con ở Philippines 8 tháng trời bên đó đó chứ. Học vịt lộn không? Wow, ở Philippines mà ở trên núi á, ở trên đảo á. Rồi người Philippines bản xứ ở đó, những người người ta ở quanh cái đảo đó, toàn nghiệp đó. Ta cũng bưng cái thúng người ta gánh cái thúng đi bán giống như người Việt Nam mình vậy thôi. Kỷ niệm đó mà. Ta có cái ghế dưới đây sướng ghê không? Để cẳng sướng gì đâu á. Xu lúc nào cũng vậy đó. Nằm thấy bà ngoại lên là lúc nào cũng nằm kế bà ngoại. Đánh xu nằm ngoại ghê đó. Ghê. Cái kia mà nó cứng quá mà đừng ăn. Cái đó thì cũng như là cái trồng trắng vậy đó. Dạ đúng rồi đó, cái nó đông lại. Không, cứng lắm. Cứng lắm hả? Dạ. Mình chỉ ăn cái ấy thôi, cái trồng trắng nó rất là cứng. Cứng lắm, ăn khó tiêu lắm. Anh thích lộn là anh thích ăn cái mềm mềm của nó với lại cái thúc cái nước. Nước mà ngon nhất. Đúng rồi. Rồi bây giờ em lấy tình hình cho mẹ. Thấy mẹ ăn anh. Anh tiếp tục ăn cái này luôn. Anh thích. Bây giờ anh bẻ lấy tình hình nha. Dạ. Cái này người đẹp thích ăn, người đẹp người quét mà. Hả? Người đẹp nói mua hộp vịt lộn. Thôi lâu lâu mày lên đi chơi đó. Mày muốn ăn mà Việt Nam mình mà xưa đến giờ mày cứ nhớ lại cái món nào đó. Thì nói cho vợ chồng con biết rồi bà xã con làm. Nhớ chứ. Đây thì nó cũng đồ ăn cũng nhiều, đủ thứ chợ hết. Thì mẹ cũng mẹ thích ăn đồ đơn sơ thôi à, không có thích thấy như canh chua, cá kho, cá chiên rồi đó, mẹ thích mấy cái đó. Còn mấy cái món này lâu lâu mình ăn chơi chỉ vui thôi chứ mà ăn ngày ăn ăn gì nói lớn tuổi là không nổi. Không chơi hết rồi. Wow, cái con này nó còn tươi anh thấy không? Thịt nó ngon. Ừ.
này cũng chấm cái này thôi. Ừ. Ừ. Chấm bơ ngán quá à. Chấm bơ ngán lắm. Chấm bơ ngán. Chấm này ăn ngon. Gì gì có bốn muối tiêu của quê hương mình thì ha. Dễ xài. Bơ thì lâu lâu mang nó làm gì vậy thôi chứ nó cũng đúng. Bơ thì em đi vô nhà hàng Mỹ á, anh không có mà ăn mau ngán lắm. Dạ. Mình no choice. Mình vô đó biểu cho tôi muốn à được rồi, nó có muối mà. Có muối. Có muối mất tiêu, nó có muối mất tiêu. Mình làm tự nhiên. Không bằng chính mình pha. Không, không bằng. Bằng chính mình pha vậy. Dạ, đúng rồi. Ừ, cháu Ngọc gửi cho em cái hộp gì kìa. Ồ vậy hả? Dạ. Gửi gì hộp gì tới mà em quên rồi. Ngon, dắt chanh vô ăn cái trứng ngon. Ngon. Nhưng mà cái gạch là cũng nán nhiều quá, mình ăn cái thịt nó ăn thịt đi. Ừ, mình ăn cái thịt nó vậy thôi nhé. Cái càng cũng có thịt nhiều lắm nha. Dạ. Dạ. Mẹ khi nào ăn nói cũng cắt cho nha. Được á. À, cái này thì mình ăn được nè. À, nó còn mềm. Dạ. Dạ. Sải thôi chứ mấy cái món này thích lắm. Lâu lâu cũng mua về cái để nhà cái mình buồn đục vài trứng ngồi về ăn vậy đó. Mấy em kia nói là ăn ở trong này nó ngon lắm này, mà cái đuôi nó dồn nó xích vô đó. Đúng rồi. Nhưng mà anh cũng thấy đâu có cái gì trong này. Thì đây không? Thế nào? Mà cứng. Dạ. Yeah. Trứng được ăn mà. Bà con nó mềm. Thì kêu bà xã này nha. Vui quá trời. Làm mấy cái món ăn gọn lẹ vậy cũng vui, ăn thì cũng vui. Nó không có cầu kỳ, mình phải vô bếp đứng lâu là em vừa lúc nấu nướng quần quật trong bếp rồi cả ngày cũng mệt. Không, bữa nào mình nấu thì nấu, bữa nào không thích nấu, nói không thích nấu. Cho em hết miếng nữa. Bia mà mình nói cho miếng nước. Ăn thêm trứng thịt lộn nữa coi. Ngon. Trứng đầu tiên thấy ngon, trứng ăn mình ăn thêm cái trứng thứ hai nữa. Cái này là ba rồi đó, quá cỡ chưa? Ồ, ba rồi đó. Ba rồi đó, quá cỡ chưa? Thường thường mình ngon mình mới ăn nhiều bạn. Ngon mới ăn chứ còn thấy lâu lâu thấy ngon miệng các bạn cứ ăn cho thoải mái. Có chồng có ngon. Mấy chị em nhà ta hầu như á, nếu mà đi làm gì tối á mà thấy trứng vịt lộn như vậy mình ăn như vậy thì cũng thú lắm nha. Dạ, nhưng mà có người cũng ăn, người không ăn. Có, có số người không ăn. Mà phần đông ai cũng ăn. Trừ trường hợp là mấy em cháu sinh đẻ ở Mỹ. Còn mà lớn lên mà ở Việt Nam rồi thì 10 người hết 9 người ra biết ăn thịt lộn. Dạ. Còn những người em trai nữa. Những người em trai. Em trai thì mất ăn. Thank you.
mà cái thứ vịt lộn bên Phi em thấy nó to nha. To lắm. Nếu cái vịt lộn bên Phi á nó không khác cái trứng vịt lộn ở bên Việt Nam của mình. À, sao mà nó to, thấy gấp rưỡi cái trứng của Việt Nam. Không, đây nhầm đó, nếu mà người ta lựa trứng bự người ta không mấy nữa. Ồ vậy hả? Dạ. Không, muối tiêu có chút xíu chanh vô ngọt. Dạ. Nó không có ngán. Cái này cũng hay em ơi. Cái này người ta đem lăn bột chiên sốt me nữa. Ừ. Vậy hả? Trứng lộn nè. Oh. Dạ. Nó có cái vị mặn mặn chua chua. Ừ. Người ta chế biến là đủ nè. Giờ chế biến món ăn giặt nhiều lắm. Ừ. Dạ. Yeah. Mà ăn được ngon miệng. Đang ngon miệng, miếng ăn miếng nữa. Ừ, thôi ăn miếng nữa. Thôi vậy 2 giờ cấp máy đi. Ngon miệng mà. Việt Nam nó lớn. Lâu lâu anh ăn lại cũng thấy ngon em. Ngon đúng không? Ừ. Anh nói vậy thôi chứ cả năm rồi mới mua lại đó. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Bởi vì cho nên thấy là con miệng mẹ mấy năm nay rồi đó. Mẹ mấy năm rồi. Và bây giờ thì bốn trứng rồi. Ăn bốn trứng. Cũng được. Như cái con miệng là mà vậy, vậy là con bán không ế hàng. Hàng mình bán không ế các bạn ơi. Cái trứng là em thích cái này không? Không, anh ơi. Em còn đấy mà. Đối với vịt lộn này với anh là đây là kỷ niệm. Nhất là mấy cái chị em mà tối là những khu tập trung đó em. Ở dưới quê mà ngoài chợ hay là những cái chỗ mà người ta tập trung tới cải lương về ca hát rồi làm hát rồi về đó. Rồi cái để cái bàn nhỏ trước. Rồi ngồi cái đồ nhỏ ngồi xúm lại ăn vịt lộn ha. Dạ. Mẹ. À. Uống một xì rượu đế đi. Ô, nó ô à. Nó chắc quá mẹ. Chắc đéo em à. Ờ. Ừ. Ở đây kéo cắt đi. Đây. Đây. Có. Rút rất ăn à. Rút ăn à. À chứ. Đó. Đừng còn đừng lứt tay á, đừng coi kìa. Wow, mình lung ra luôn cái đuôi anh. Mình phải cắt cái chút giữa. Em đây. Đây đúng rồi, đây đúng rồi. Ô, nay giỏi quá, nay giỏi quá. Quá dữ luôn. Wow, wow, nay quá dữ luôn. Wow. 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 Cảm ơn, cảm ơn. Mấy cái càng hồi nãy mấy cái càng ngon này ha. Cái này là gạch á. Ồ vậy hả? Dạ. Trứng chứ trứng. Trứng là nó đen mà. Vậy hả? Dạ. Sao này nè. Trứng á. Lúc đó mày cầm nguyên cái vậy mày chấm vô ăn mới ngon. Tự dẹp được quá. Mày chấm muối vô ngon. Chấm muối vô, ok. Mày mày có cái là kéo đũa hả? Yeah, kéo dao. Dao. Ngon không mà. Ngon. Cái nhìn sức. Thịt nó ngọt ghê đây ha. Ngọt lắm. Ngọt ghê. Đó, wow. Ngọt mà. Cũng mua cái con này còn bơi trong ấy mà. Wow. Để nấy đó cho em đừng ra cái gạch đó. Nhớ mỗi lần mang cái gạch đó là bị chèm dễ không? Cái gạch này tháo ra cái để nấu bánh canh. Đúng rồi nè. Cái gạch nấu bánh canh. Được đó thì sao đấy? Đó. Nấu bánh canh. Lấy mấy này nè mẹ. Lấy mấy cái đầu mình không ăn á. Cái đập ra cái mình lấy cái nấu nước. Cô Năm người ta tận dụng mấy cái mà. Quá rồi. Rồi. Các bạn thấy nó gạch nè. Nó trứng nè. Ừ. Wow. Đây nè.
Thật hết à? Hôm nay để mình lấy cái trong nhà hàng cũng vậy thôi. Mấy chị mấy cô thấy không, trong nhà hàng cũng vậy, người ta lột vỏ tôm, đầu tôm rồi người ta đâu có dục đâu mẹ, người ta lấy người ta nấu nước súp á, đúng rồi, cho nó ngọt á, đúng rồi. Tại mình lấy mình lột mình bỏ như con mà lột tôm lột đồ ăn á, cái con bỏ lại vô cái lót con thả vô tủ lạnh, chừng nào con nấu món gì á. Thì đó thì tôi nhà hàng nó cũng nói như vậy, mấy ông sếp á. Dạ. Nó cũng nói như vậy. Tên kia. Mấy cái mụn á. Thấy rồi. Ngon, con làm ba trứng vịt lộn với đuôi tôm hùm là thấy quá dữ luôn. Mẹ bốn trứng hộp vịt lộn. Cái gạch của nó. Không biết mà có đuôi tôm hùm. Gạch thôi. Con thích ăn với muối tiêu chanh. Muối chanh ngon hả? Wow, con này có trứng này. Muối không? Còn muối tiêu chanh nó mới ngon. Cái đỏ đỏ là trứng à? Đỏ trứng à? Cái xanh xanh. Cái xanh xanh là gạch. Okay. Cái đó là trứng á. Em thử cái trứng nữa không? Thôi em. Gạch thì nó béo lắm. Gạch thì nó béo nhưng mà trứng á là anh nhai nó giòn giòn sực sực. Ngon quá. Ngon quá mà no quá rồi đây. Bốn trứng một chín giờ. Nhiều lúc không lâu lâu ví dụ như bạn thèm thích ăn những cái món mà mình lâu lâu mình nghĩ tới mình thích á, là mình phải ăn nó liền. Như ngày hôm nay bà nói chắc ăn thịt lộn với lại ăn cái tôm hùm này đó, là mình phải ăn liền chứ không có chờ đợi. Ăn liền nó ngon liền. Dạ, mình ăn một chút đỉnh đi cho mình thưởng thức thôi. Dạ. Yeah. Con cũng vậy. Ví dụ khi mà con đã thích thú, con nghĩ được ngày này con thèm ăn cái món gì đó, là con bắt buộc cũng phải chạy tới đó, con phải ăn cái món đó cho bằng được. Đúng rồi, khi mình thèm mình để ăn nó ngon hơn. Dạ, dạ. Nhiều khi con lấy tôm hùm con ấy lột ra xong con để xào xào gì anh quên à, à miếng xào cua miếng. Đâu có lý ăn sáng ngon em hả? Em nói đúng á, cái trứng này ăn ngon nè. Trứng ngon, ăn nó giòn. Cái trứng đen đen à. Giòn giòn dẻo dẻo. Trứng không á, nó trứng không. Tôm hùm mà mày biết Phường nhà ta này thường làm sầu gừng á. À, ngon lắm. Rồi chiên bột em. Làm món như răng muối vậy đó. Dạ, răng muối cũng ngon. Răng muối thì có cua thôi. Cua răng muối ngon hơn. Nhưng mà hôm nay đi kiếm cua không có. Có ghẹ. Anh ăn sơ rồi, thấy không dám ăn nhiều. Thôi, nhiều nó không tốt cho cái cholesterol. Mấy anh này nó cái cholesterol. Cái đó nhiều lắm. Cái thịt nó không bao nhiêu mà cái con cái con đó mà. Nè, ăn giùm cho mẹ đi. Mẹ giờ là đủ rồi đó hả? Đủ rồi đó, no wow. Quá rồi đó. Rồi cái mẹ ra ăn được thêm một trứng vịt lộn nữa không? Quên mất. Một trứng một vịt lộn. Dạ. Yeah. Con tôm quá cỡ rồi đó. Vậy đó. Hôm nay làm nhiều dữ lắm đó. Dạ không sao đâu mẹ, ăn xong mình uống nhiều thuốc đi cái sau. Dạ đi rồi bộ, đi tập thể dục hai mẹ con đi tập thể dục tập tạ. Đâu phải mình ăn everyday mỗi ngày đâu. Nhưng mà lâu lâu mình cũng phải ăn một chút đỉnh bừa cho nó có chất vô cơ thể. Bây giờ con phải ăn kiểu mới nè. Sao? Tôm hùm ăn với rau răm. Cũng được thôi em. Bởi vì rau răm nó thơm thơm thơm. Nó thơm thơm chứ đâu có gì đâu. Ngon. Ngon.
lơm nó có vị thơm. Nó thơm. Nó bán đi cái vị mình ăn trong hầm nó đang ngán ngán á. Yeah. Mình ăn cái vị rau thơm vô nó, rau răm này vô nó thơm thêm thôi. Nhưng mà cái mà muối tiêu mà nặng chanh vô nhiều ăn nên thấy có lý. Nó có cái vị chua mặn mặn cay cay của nó đó. Mặn cay cay rồi cái nó ấy ra nữa cái mình không có ngán. Đúng rồi. Ngon quá. Ngon. Cảm ơn hai con nha. Giờ không có gì mà. Không có gì mà. Ăn là con vui rồi. Yeah. Mẹ cũng vui rồi. Ăn mặt là tụi con vui. Ăn là vui rồi. Mẹ cũng vui rồi. Ăn bốn trứng một vịt lộn quá cỡ. Quá rồi. Lần đầu á nha, lần đầu. Mà ăn một mình nguyên hết luôn chứ. Ăn mình nó ngon miệng như vậy nó mới ngon. Nè, thấy không? Bốn chứ chứ đâu có phải. Rồi ăn nguyên một con tôm nữa. Cho mượn lại cái kéo rồi thằng. Có cái đuôi à? Ừ. Thì có đuôi. Cái đuôi là thịt nhiều nhất. Dạ. Cái đuôi thịt nhiều. Có nhiều người ta thích ăn mấy cái chân này không ạ? Vậy hả? Nhà đâu có thịt gì? Dạ. Nhưng mà đâu có ngồi cứ mặn hết cho mấy cái đó thì thôi thấy cả ngày rồi. Đó rồi. Đâu có thịt. Anh thì nói chung là con tôm hùm là chỉ có thắt ăn cái khúc thịt cái của nó thôi. Cái đuôi. Rồi còn cái trên cái đầu nó thì hơi bị ngán. Béo quá. Ừ. Còn mấy anh chân này mà thịt lý tí quảnh mà ngồi bãi ra thì cũng lâu nữa nè. Hôm nay cũng video rất là vui, mấy mẹ con lâu lắm mới có dịp ngồi lại ăn vịt lộn. Mẹ con thì gặp nhau thường xuyên, năm mình gặp rất là nhiều lần. Rồi lâu lâu vợ chồng chạy lên chạy xuống thăm gia đình. Rồi mẹ cũng vậy, lâu lâu nhớ con cháu chạy lên đây chơi với lại vợ chồng vài ngày, năm ba ngày vậy đó. Rất là vui các bạn. Thì hôm nay là cái món trứng vịt lộn và tâm hồn. Ngày mai thì muốn gì không biết. Nhưng mà những cuốn video tới các bạn sẽ thêm thấy có một nhân vật xuất hiện. Cứ thật tình cờ xuất hiện. Rồi các bạn sẽ thấy những cuốn video tới. Tình cờ là ai? Rất là vui. Tình cờ gặp nhau. Đúng rồi. Thì trước khi vợ chồng Bình Huỳnh và gia đình Bình Huỳnh xin tạm gừng cũng video đây rồi, cho vợ chồng Bình Huỳnh xin gửi lời cầu chúc đến tất cả mọi người trong và ngoài nước một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. 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 Hẹn lại video kỳ tới.